Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bão số 2 gây mưa kỷ lục ở Hà Nội. Lượng mưa tích lũy từ sáng hôm qua đến rạng sáng nay ở Hà Nội phổ biến từ 150 đến 200 mm, nhiều nơi trên 200 mm. Cá biệt tại Thường Tín, tổng lượng mưa tích lũy trong 24 giờ lên tới hơn 500 mm. Thủ đô Hà Nội nằm sát vùng tâm áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 đi qua và nằm trong vùng ảnh hưởng mạnh nhất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2. Mưa bắt đầu tại Hà Nội từ chiều hôm kia kéo dài liên tục đến sáng nay, dự báo còn tiếp tục đến hết hôm nay. Trong đó, thời gian mưa đỉnh điểm diễn ra từ sáng qua đến sáng nay. Theo số liệu thống kê của Công ty Thoát nước Hà Nội, lượng mưa tích lũy từ 7 giờ sáng qua đến 6 giờ sáng nay tại khắp thành phố đều ở mức rất lớn. Những khu vực có tổng lượng mưa trên 200 mm gồm Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Ứng Hòa. Các khu vực có tổng lượng mưa từ 150 đến 200 mm gồm Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoài Đức, Quốc Oai, Ba Vì, Thanh Trì. Các khu vực còn lại như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm. Do tác động của mưa lớn kéo dài, úng ngập diện rộng đã xảy ra khắp Hà Nội. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong sáng nay, ngập úng diện rộng tiếp tục diễn ra ở Hà Nội với độ sâu phổ biến từ 20 đến 30 cm, một số nơi có thể ngập từ 40 đến 50 cm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, ngay sau đợt mưa lớn do bão số 2 gây ra, các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội tiếp tục đón một đợt mưa dông mới từ ngày mai do tác động của một rãnh thấp hình thành qua miền Bắc. Dự báo đợt mưa dông này có thể kéo dài sang đến tuần sau, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Phố phường Hà Nội thành sông, giao thông tê liệt mọi nẻo đường. Hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn liên tục nhiều giờ khiến các tuyến phố nội thành Hà Nội chìm sâu trong biển nước, giao thông tê liệt hỗn loạn, đặc biệt trong giờ cao điểm sáng. Sáng nay tại Hà Nội do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp suy yếu từ bão số 2 gây mưa lớn tại một số điểm như Hoàng Mai 236,7 mm, Hoàn Kiếm 129,6 mm, Thanh Xuân 179,5 mm, Nam Từ Liêm, Hà Đông đều gần 220 mm, gây ngập úng tại nhiều tuyến phố. Việc này khiến người dân đi lại khó khăn, nhiều tuyến phố tắc cứng vào thời điểm đi làm của người dân. Tại tuyến phố Nguyễn Quốc Trị, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có đoạn ngập sâu tới 0,4 m và kéo dài hơn 300 m, khiến người dân rất vất vả để di chuyển trên cung đường này. Không chỉ người đi xe máy, nhiều ô tô khi lưu thông qua tuyến phố này cũng phải đi với tốc độ rất chậm do lo sợ nước ngập sâu. Tại phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, đoạn qua tòa nhà Khang Nam, giao thông bị chia cắt do ngập sâu. Phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, nước ngập sâu đến hơn 1 m từ sáng sớm. Nhiều người dân khi đi qua đến giữa phố buộc phải quay đầu do lo sợ xe chết máy. Ông Long, bảo vệ khu vực chợ Nhà Xanh trên phố Phan Văn Trường chia sẻ, năm nào cũng xảy ra mưa và bị ngập lụt như thế này. Các tiểu thương, kinh doanh đều chuẩn bị trước khi nghe dự báo thời tiết nhưng cũng không thể đối phó hoàn toàn, theo lời ông Long. Tiểu thương buôn bán tại khu chợ Nhà Xanh trên phố Phan Văn Trường di chuyển đồ đạc lên vị trí cao hơn để tránh nước ngập gây hư hỏng. Người dân phải dắt xe qua biển nước để đảm bảo an toàn. Thời điểm 9 giờ sáng, mưa tại khu vực trung tâm Hà Nội vẫn rất lớn, nước ngập sâu chiếm hơn 1/2 chiều rộng mặt đường Phạm Hùng. Nhiều người dân cho biết họ phải mất tới hơn 1 giờ để di chuyển quãng đường dài 2 km vì nước ngập và ùn tắc. Giao thông hỗn loạn trên nhiều tuyến phố của Hà Nội do ảnh hưởng của mưa lớn. Ghi nhận sáng nay, trận mưa lớn đúng vào giờ cao điểm buổi sáng khiến nhiều tuyến ùn tắc kéo dài, nhiều người đã không thể đến nơi làm đúng giờ. Thậm chí phải quay lại hoặc chấp nhận đứng chôn chân dưới lòng đường đến cả tiếng. Trên tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, giao thông rối loạn, tình trạng ùn tắc kéo dài từ 7 giờ sáng. Anh Trung Kiên, trú tại Quang Trung, Hà Đông cho biết tình trạng ùn tắc trên đường Trần Phú bắt đầu từ đoạn qua Học viện An ninh Nhân dân Văn quán Hà Đông kéo dài đến ngã tư Sở. Quãng đường tôi đi làm khoảng 7 km nhưng hôm nay mất 45 phút vẫn chưa đến được cơ quan, anh Kiên nói. Trên đường Nguyễn Trãi do mưa tắc nên đường ô tô xe máy không tuân thủ việc phân làn. Để thoát ùn tắc, nhiều người đi xe máy bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều. Tình trạng ùn tắc khiến giao thông trên tuyến đường này hỗn loạn, các phương tiện đi lộn xộn không theo làn đường. Nhiều người đã bất chấp nguy hiểm để đi được ngược chiều, nhất là tại đoạn qua phố Cự Lộc, Thanh Xuân.
Còn tại đường dẫn lên cầu vượt ngã tư Sở, tình trạng ùn ứ kéo dài đến 400m, có đến 3 hàng ô tô nhích từng mét để lên cầu vượt. Ùn tắc cũng xảy ra ở tuyến đường Kim Mã - Đào Tấn do mặt đường hẹp, loạt ô tô dàn hàng ngang chiếm hết lòng đường nên xe máy phải đi lên vỉa hè. Mưa lớn không xác định được lối đi, bé trai bị đuối nước. Do mưa lớn khiến ruộng và đường nội đồng ngập sâu, đến vị trí ruộng sâu do nước ngập không xác định được lối đi nên bé trai 10 tuổi trượt chân ngã xuống dẫn đến đuối nước. Sáng nay, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến bé trai 10 tuổi tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào hồi 18:30 chiều qua tại xóm nhà xã Hợp Thành, nạn nhân là cháu NMH sinh năm 2012, trú tại xóm nhà xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn khiến ruộng và đường nội đồng ngập sâu, cháu NMH cùng bạn dắt tay nhau đi chơi, đến vị trí ruộng sâu do nước ngập không xác định được lối đi nên đã trượt chân ngã xuống. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người bạn đi cùng có hô hoán và chạy đi tìm người giúp. Khi người dân đến hiện trường đã vớt được nạn nhân và hô hấp nhân tạo, tuy nhiên cháu bé đã không qua khỏi. Hiện thi thể bé trai 10 tuổi bị đuối nước đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương đã có mặt tại gia đình nạn nhân động viên và hỗ trợ người bị nạn theo quy định. Cũng tại Hòa Bình, mưa lũ làm 2 người chết và mất tích. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày hôm qua trên địa bàn tỉnh có mưa to và rất to khiến một người chết và một người mất tích khi đi qua suối tại thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy. Ngoài ra, mưa lũ còn làm sạt lở một số nhà dân và ngập úng 267,9 ha diện tích lúa tại các huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Mai Châu. Mưa lũ cũng làm sạt lở 13 tuyến ta luy dương, đất đá tràn ra đường gây ách tắc giao thông trong tỉnh. Tại các ngầm nước thuộc huyện Kim Bôi, nước ngập sâu chảy xiết khiến người dân quanh khu vực ngầm Khăn, ngầm Chám, ngầm B bị cô lập. Hiện chính quyền địa phương nơi xảy ra thiệt hại đang triển khai tiêu thoát úng cho hoa màu, cắm biển cảnh báo khu vực mất an toàn, khắc phục tạm thời những vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn người và tài sản khi tham gia giao thông qua những điểm sạt lở, ổn định đời sống cho người dân. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố Hòa Bình triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với mưa bão. Đắk Lắk, công an bộ đội dầm mưa, băng mình qua dòng nước xiết, khẩn cấp cứu hộ 26 người mắc kẹt trong vùng rốn lũ Ea Súp. Gần một tuần qua, mưa lớn cùng nước lũ dâng cao đã nhấn chìm nhiều hoa màu, nhà cửa của người dân huyện nghèo biên giới Ea Súp, Đắk Lắk. Nhiều người bị mắc kẹt bởi nước lũ bổ vây tứ bề, trông cậy hoàn toàn vào lực lượng cứu hộ. Suốt gần một tuần qua, tại huyện Ea Súp liên tục xảy ra mưa lớn, hơn 50 ngôi nhà cùng hàng ngàn hecta hoa màu bị nhấn chìm. Không chỉ vậy, rất nhiều gia súc, gia cầm và nhiều loại tài sản khác của người dân cũng bị lũ cuốn trôi. Gạt nỗi buồn mất nhà cửa, tài sản sang một bên trong cơn đại hồng thủy này, người dân vùng rốn lũ Ea Súp vẫn cảm thấy rất ấm lòng khi hình ảnh những anh bộ đội công an dầm mình trong nước để cứu tính mạng và tài sản của nhân dân. Điển hình là trong sáng qua, nước lũ tràn về xã Ea Lốp khiến nhiều thôn bị chia cắt hoàn toàn. 26 người dân đang bị mắc kẹt trong thôn, tình hình hết sức nguy cấp, nếu không cứu hộ kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhận được chỉ đạo của cấp trên, anh Nguyễn Quốc Hoan, trưởng công an xã Ea Lốp cùng 5 chiến sĩ công an xã đã phối hợp với đoàn kinh tế quốc phòng và các lực lượng địa phương khẩn trương vào vùng bị ngập. Trong quá trình di chuyển, đoàn cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn vì người dân bị mắc kẹt ở cách xa nhau, có những địa điểm cách nhau tới 2 km. Nước lũ lại chảy xiết. Khi xuồng cứu hộ vào đến nơi, người dân đã đục mái tôn trèo lên mái nhà, ra hiệu cho lực lượng vào cứu hộ. Mỗi chuyến đi cứu hộ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, có chuyến mất tới 2 tiếng đồng hồ. Việc di chuyển bằng cano bị cỏ cây vướng vào chân vịt gây rất nhiều nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ. Bằng tinh thần và ý chí tất cả vì nhân dân phục vụ nên trong khoảng 10 tiếng đồng hồ, toàn bộ 14 hộ dân cùng 26 nhân khẩu đã được chúng tôi đưa đến nơi an toàn, anh Nguyễn Quốc Hoàn chia sẻ. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.
Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.